bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bí quyết khống chế vọng tưởng. Vạn Phật Thánh Thành mỗi năm đều có tổ chức vài khóa thiền thất, mỗi thất là 7 ngày. Trước lễ vía A Di Đà thì có 7 ngày Phật thất, rồi tiếp theo đó là 3 tuần thiền thất. Hàng năm những người đến dự thiền thất đều tham gia từ đầu đến cuối, khiến công đức được viên mãn. Năm nay hy vọng quý vị đến tham gia cũng giữ sự chung thủy, chẳng thối lui nửa chừng, bỏ thiên đường đi mất. Bằng không thì công phu sẽ phải bỏ dở, lãng phí thời giờ, chẳng có sở đắc. Tư thế lúc ngồi thiền cần phải ngay ngắn, thẳng lưng. Đầu phải thẳng, không cúi xuống, không ngửa lui, không nghiêng trái, không quẹo phải. Sau đó bắt téo hai chân theo thế kiết già, lấy chân trái bỏ lên đùi phải, kế đó lấy chân phải gác lên đùi trái. Đó là tiêu chuẩn. Bởi vì tư thế kiết già phu tọa khiến chúng ta dễ nhập định, cho nên còn gọi là thế hàng ma tọa, thế kim cang tọa hay thế liên hoa tọa. Tư thế này có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tử, tạo được vô lượng công đức. Lúc ban đầu ngồi thiền, quý vị còn phải luyện tập tư thế căn bản này. Kế đến, quý vị hãy điều chỉnh thân thể, mắt nhìn xuống chóp mũi, từ mũi nhìn xuống miệng, từ miệng nhìn vô tâm. Đó là bí quyết để chế phục vọng tưởng. Sau đó mới điều hòa hơi thở, đừng mau, đừng chậm, hãy thở một cách tự nhiên. Lúc này quý vị mới tham ngẫm câu, ai là người niệm Phật? Trải qua một thời gian lâu dài, việc tham thiền sẽ có tác dụng. Việc dục công tham thiền cũng giống như gà mẹ ấp trứng vậy. Gà mẹ lúc nào cũng nghĩ đến gà con, cứ chuyên tâm hết lòng ấp trứng. Chẳng phải ấp được 5 phút là chạy đi, rồi một lúc sau trở về ấp tiếp, ấp chưa tới 5 phút là chạy mất. Bởi làm như vậy thì vĩnh viễn không bao giờ trứng nở ra gà con nặng. Tham thiền cũng thế, lúc nào cũng phải dùng công miên mật. Đừng sợ đau lưng, đừng sợ nhức chân, đừng sợ khổ cực, đừng sợ gian nan. Hãy một lòng một dạ tham thiền, tham cái gì? Tham câu niệm Phật là ai? Tham cho tới khi sông cạn núi cùng nước dâng đã hiện, thì lúc đó mới khai ngộ được. Tham thiền lại cũng giống như rồng ấp ủ hạt châu, rồng lúc nào cũng ôm giữ bảo châu, chẳng hề lơ là hoặc không cẩn thận chú ý. Vì vậy hạt bảo châu ngày một sáng, còn rồng thì ngày đêm canh giữ hạt châu. Người tham thiền cũng phải như thế, trong mỗi phút mỗi giây đều không khởi tạp niệm. Cổ nhân nói, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, nghĩa là khi một niệm không sanh khởi thì chân tâm Phật tánh hiện bày. Cũng có thể nói rằng, vọng niệm bất sanh toàn thể hiện. Thế vọng niệm không sanh khởi thì lúc ấy toàn thể sẽ hiện rõ. Khi ngừng mặc vọng tưởng, quý vị sẽ có cơ hội thành tựu. Người tham thiền không nên nghĩ đến việc thành Phật, đừng tìm kiếm sự khai ngộ, cũng chớ nghĩ tới chuyện đắc trí huệ. Cứ nỗ lực dụng công, cần cù chăm chỉ tu hành, khi thời gian chín muồi thì sẽ khai ngộ. Ở trong thiền đường, quý vị cứ ngồi thiền rồi đi kinh hành, kinh hành rồi tọa thiền, cứ như vậy tu một thời gian lâu dài thì quý vị sẽ có cơ hội thành tựu. Bởi vì cụ tọa hữu thiền, nghĩa là ngồi lâu thì sẽ có thiền. Tham thiền lại cũng giống như mèo rình chuột. Mèo phải định thần chú ý rình ngay ổ chuột, kiên nhẫn chờ chuột chui ra và chụp liền. Mèo không được giải đãi, hễ tâm tán loạn thì không thể chú ý đặng. Người tham thiền cũng thế, lúc nào cũng phải giữ chặt chánh niệm, không được sanh vọng niệm. Đó là kiến thức và đạo sơ cấp nhất của việc tham thiền. Người tu đạo chớ xuống Nam Sơn, cũng chớ lên Bắc Hải tìm đạo. Đạo vốn ở ngay thân ta. Nếu quý vị có thể ngồi kiết già phu tọa, chuyên tâm chú ý tâm thiền, thì đó là đạo. Không nên có tâm thích chuyện cao siêu diệu vời, hướng tâm ra ngoài tìm đạo, vì như thế thì vĩnh viễn không tìm ra được đâu. Nếu quý vị bỏ cái gần kề để chạy đi tìm cách xa xôi, thì tới đâu quý vị cũng gặp toàn chuyện khó khăn, phiền toái. Đó là tự mình chuốc lấy rắc rối, tự mình rước khổ vào thân. Hòa thượng Tiến Hóa giảng trong khóa thiền thất tháng 12 năm 1980. Ha ha ha, 问什么的说